teacher. Hi. Hi, guys. Hello, everybody. Hello, everybody. Great to see you guys. Hello. Hello. Good evening, guys. Hi. Good evening, teacher. Yes, good evening, everybody. Hello. Hi. Good evening. Good evening, guys. Hi. Hello, evening. Yeah, hi guys. Hello everybody. Hi. Oh, Jang is with her baby sister. No. Hello guys. Good to see you guys today. Okay, let's wait a Hello, couple teacher. Minutes, okay? Yeah, hi guys. Hello guys. Hello, let's teacher. Wait for your friends, okay? Hi guys. Great to see you guys today. Hello, teacher. Hello, teacher. Hi guys. Hello. Hi everybody. Yes, hello guys. Thank you. Chị của mình nha, có quà. Hello, teacher. Hi. I can see Jang and her baby. Hello. Your baby sister is very adorable, Jang. Hi, guys. Hi. Hello. Hello. Okay. Hello, everybody. How are you today? Bạn nào mà mình mở camera được thì mình mở camera nhé. Ok, turn on the camera. Ok. Mở camera thôi, cô xin mở camera thôi. Sợ quá mẹ ơi. Có gì sợ, bấm qua thôi. Nếu mà các bạn mở camera thì cô sẽ có thể dễ để mà kêu các bạn để cô kêu các bạn lên làm bài nè hoặc là nói chuyện nè. It's easier, okay? Yeah, turn on the camera, then press raise hand. Yeah. Me. Hello, teacher. Okay, hello guys. Hello, great to see you guys. Okay. How are you? How are you today? I'm fine. Thanks, Hello, guys, teacher. So much. Hello, guys. Hello, okay. My name is Mingwei. Yeah, okay. Great to see you today. Hello, great to see you. Hi, guys. Hello, my name is Mingwei. Okay, guys. So now I want to talk a little bit about the rules. You guys all know the rules, right? Ở đây thì các bạn nào mình cũng biết về cái rules, đúng không? Yes. Nhưng mà cô thấy có nhiều bạn cũng chưa biết cách bấm raise hand. Nếu mà các bạn vào cái phần reaction, tụi con sẽ thấy có cái chữ raise hand. Raise hand thì khi mình bấm vào thì nó sẽ hiện cái hình bàn tay lên. Cô thấy ở đây có rất là nhiều bạn đã bấm đây nè. Yeah? A lot of friends have already pressed raise hand. Bởi vì cô thấy có nhiều bạn hôm trước là cô mời một số bạn thì cô có bấm qua cái camera thì cô thấy các bạn giơ tay ở trước màn hình như thế này thì như vậy cô cũng sẽ không thấy được. Cho nên là các bạn nhớ là mình bấm raise hand. Khi mà các bạn bấm raise hand thì cô sẽ dễ để mà kêu các bạn lên hơn. Ok. Yes, good job. Wow, a lot of hands today. Good job. Cho nên là bạn nào muốn cô mời mình để làm bài nè hay là muốn cô mời để mà phát biểu thì các bạn nhớ là mình bấm raise hand nha. Ok, you press raise hand. Ở trong cái phần reaction đó, tụi con sẽ thấy cái chữ raise hand. Ok. Hôm trước đến giờ thì mình đang tập trung để mà làm cuộc để tham gia cuộc thi. What competition? What contest, guys? The Super Kid, The Moonlight, right? Cô đã thấy rất là nhiều bài dự thi của tụi con rồi nè. Good job, well done. This time you guys really put a lot of effort into your videos. Wow, lần này cô thấy các bạn cố gắng rất là nhiều. Các bạn đầu tư kể cả từ trang phục nè, bài nói của mình, cách nói, cách trình bày nè. Good job, very good. Các bạn làm bài rất là tốt luôn. Okay, congratulations everybody. Và các bạn nhớ nha, mình vẫn còn một ngày cuối cùng, tomorrow vẫn còn một ngày nữa. Ở đây thì các thầy cô ở trung tâm Bandando đã gia hạn cho mình không phải là ngày 19 nữa mà sẽ là ngày 21. Tomorrow. What day is it tomorrow? What is tomorrow? What day is it, guys?
Do you guys know that tomorrow is the Moon Festival already? Do you know that? The 21st of September. Yeah, the 21st of mid-autumn, right, guys? Is it mid-autumn? You guys remember mid-autumn? Or you can say mid-autumn festival or moon festival, right? Yeah, tomorrow, right? One more day, it's tomorrow. Yeah, I know that this moon festival, okay, will be a little bit difficult for you guys. Mm-hmm. Cô biết là lễ này thì bây giờ mình đang có xảy ra dịch bệnh nè. Cho nên là tụi con sẽ không có được giống như là đi rước đèn hoặc là ăn bánh trung thu. Có nhiều bạn thì giống như cô nè, cô là năm nay chắc chắn là cô sẽ không ăn bánh trung thu rồi đó, bởi vì cô không thể nào đi mua được. Chắc là có nhiều bạn cũng sẽ giống cô đúng không? Nhưng mà vẫn có bạn được sống ở cái chỗ là ít dịch hơn đúng không? Ok. Kéo dài hạn nộp, cô kéo dài hạn nộp để mà các bạn có thể tham gia nhiều hơn nữa. Ok, kéo dài hạn nộp đến ngày mai là ngày trung thu luôn, để mà các bạn có thể cùng nhau tham gia, bởi vì cô nghĩ là vẫn có nhiều bạn mình vẫn đang chuẩn bị cho bài video của mình đúng không? Uh-huh. So remember, tomorrow is the last day, okay? So I just want to say happy mid-autumn festival tomorrow, okay? Bài của Đức không được duyệt hả? Như vậy Đức đợi nha, các thầy cô trong trung tâm sẽ duyệt từ từ đó, Đức đừng có sợ nha. Ok, bài của mình từ từ sẽ được duyệt đó. Ok. Như vậy là ngày mai đã là Tết Trung Thu rồi nè, đúng không? Chắc là các bạn ở đây, các bạn cũng đã biết Tết Trung Thu ở đây nghĩa là gì nè. Cái truyền thuyết đằng sau Tết Trung Thu, nhưng mà cô nghĩ cũng có nhiều bạn mình chưa biết. Ok, you haven't known about the Moon Festival, right? So, today I'm going to let you guys watch a video to know about the history, the origin of the Moon Festival, okay? Can you guys see the screen now? Oh, wow, really? Đúng rồi, đang ở Hải Dương thì vẫn có thể mua được. Can you guys see the screen? Can you guys see the screen? Các bạn nhìn thấy màn hình của cô chưa? Yes, okay, good job. So now we're going to watch a video about the history of As the legend goes in the Okay guys, wait me a little bit. Let me turn on the video. Các bạn đợi cô một chút xíu nha. I will go back. Cô sẽ quay lại ngay phút đầu tiên. Okay. Nếu mà các bạn thấy ví dụ hôm nay mạng của cô không ổn định đi, có thể nó sẽ bị văng ra, thì các bạn wait me a little bit, okay? I will come back. Các bạn đợi cô một xíu rồi cô sẽ quay lại nha. Nếu mà cô có bị văng ra đó, okay? Now guys, please watch the legend of Mid-Autumn Festival and how to celebrate this festival, okay? As the legend goes, in the distant past, there was a beautiful woman called Chang'e. Her husband, Ho-yi, was a... Chang'e. So this woman, her name is Chang'e. It's a Chinese name. Okay, guys? Her husband is Ho-yi. Brilliant archer. You guys know archer? Do you guys know archer? Archer. Tí nữa các bạn nhìn là các bạn sẽ biết archer là người như thế nào, là người làm nghề gì. At that time, there were 10 suns in the sky. Sorry, guys. Các bạn đợi cô một xíu, cái chất lượng của nó nhìn không được rõ cho lắm. And the people on earth were living in the blistering heat. To save the earth, Ho-yi were 10 suns in the sky. And there were 10 suns in the sky. 10 suns, okay? Có đến tận 10 cái mặt trời ở trên trời. Ở lúc đấy là cái truyền thuyết người ta nói là có 10 mặt trời ở trên trời lận. Và mọi người phải sống ở dưới một cái gọi là một cái ánh mặt trời rất là khắc nghiệt, blistering heat. And the people on earth were living in the blistering heat. To save the earth, Ho-yi used his bow and arrow to shoot down 9 of the suns. Ho-yi was respected as the national hero and received an elixir of immortality as a reward for saving the people from the heat of multiple suns. However, the elixir only had enough for one person, and both Chang'e and Ho-yi didn't want to leave each other. But one day, one of Ho-yi's students tried to steal the elixir when he wasn't home. In order to protect the elixir from thieves, Chang'e took the magic elixir of immortality.
Then she flew to the moon and became the moon goddess, leaving her husband behind. Alone on Earth, Ho'i missed his wife so much that he made an offering to the moon and tried to find the shape of Chang'e on the moon. To remember Chang'e, Chinese people worship the moon by eating fruit and moon-shaped desserts called mooncakes. This is the legend of the origin of the Mid-Autumn Festival, which is also called the Moon Festival. Nowadays, the Mid-Autumn Festival, which is also a harvest festival, has become a family holiday like Thanksgiving. Chinese people celebrate the Mid-Autumn Festival by having a large dinner with family, worshiping the moon with gifts, traveling, viewing lantern shows, eating various desserts, and flying lanterns to pray for their happiness and the happiness of their families. Search China highlights. Okay, so you just watched the Moon Festival story, right? The story behind the Moon Autumn, the Mid-Autumn Festival, right? So what do you guys think about the story? Is it a good one? Is it a good story? You guys can search the stories on YouTube to rewatch, okay? Có rất là nhiều câu chuyện nè. Con thấy ở đây có rất là nhiều câu chuyện về cái truyền thuyết của Trung Thu. Các bạn có thể lên YouTube và các bạn search để mà mình xem lại, okay? Who can, is there anybody here that's confident? Can retell the story? Các bạn nào tự tin là mình có thể kể lại được câu chuyện không? Các bạn nào tự tin là sau khi mà con xem xong cái video này, con có thể kể lại câu chuyện như thế nào không? Mình kể bằng cái lời của mình. Are you guys confident? Is there anybody confident that can retell the story? This, the story. The story is about Chang'e, right? The Who is Chang'e, guys? Can you guys guess who is Chang'e? Các bạn có đoán được ai là Chang'e không? Who is Chang'e and who is Hao Yi? I will invite Zhang, okay? Zhang, who is Chang'e? Hi. Hi. Can you guess who is Chang'e? Chang'e is the moon goddess. Yeah, the moon goddess, right? Good job. Moon goddess. Chị gì Giang? Giang có thể nói các bạn nghe in Vietnamese. Chị gì? In Vietnamese. Chị gì? Chang nghĩa là. Đó là chị Hằng đúng không? Yes, the moon goddess là chị Hằng nè. What about Hao Yi? Hao Yi is her husband. Còn Hao Yi là chồng của chị Hằng đúng không? Okay. And what happened? What happened here? Có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy Giang? What happened here? Lúc đó there was 10 the world. Yeah, 10 sons. Yeah. Yeah, 10 sons. And what were Hao Yi doing? What were Hao Yi doing? Còn Hao Yi phải làm gì? Had to shoot how many suns? 9 suns, right? Yeah. Các bạn thấy bây giờ mình chỉ có một mặt trời ở trên trời thôi đúng không? Thì theo truyền thuyết hồi xưa là Hao Yi là cái người để cứu được mọi người khỏi cái ánh nắng gọi là khắc nghiệt nè. Thì Hao Yi đã phải dùng cung với mũi tên bắn đi chính mặt trời. Đó là lý do vì sao là Hao Yi became the hero. And he received elixir of immortality. Immortality. Do you know immortality, Zhang? Immortality. Elixir là thuốc tiên. Như vậy khi mà con uống thuốc này vào thì con sẽ được như thế nào? Khi mình sẽ được gì? Biến thành tiên. Đúng rồi, biến thành tiên. Như vậy thì có nghĩa là mình sẽ sống như thế nào? Mình có sống 100 năm rồi mình thế nào không? Hay là mình sẽ sống mãi mãi luôn? You're gonna live. Yeah, we're gonna live forever. Yeah, good job. Như vậy là cái thuốc tiên này sẽ giúp cho cái người nào mà chấp nhận cái thuốc tiên này nè thì sẽ được sống mãi mãi, sống bất tử. Immortality, sự bất tử. Okay. But what happened? The elixir only had enough for how many people?
Only for yeah, one person only. Chỉ có một người thì mới được hưởng cái thuốc tiên này thôi, cái sự bất tử của thuốc tiên này thôi. And eventually, who had the elixir? Eventually, cuối cùng thì ai là người đã chấp nhận cái thuốc tiên này hả Giang? The moon goddess. Yeah, the moon goddess is Chang'e, right? Eventually, a student. Hao Yi student want to steal the elixir. Khi mà một học sinh của Hao Yi nè muốn trộm cái đấy thì Chang'e đã quyết định là gì? Phải uống vào, chấp nhận thuốc và uống vào để bảo vệ, to protect the elixir from the thieves, right? So eventually she turns into the moon goddess. She turned into the moon goddess. Yes, that is the legend of Mid-Autumn Festival, right, Zhang? And in Mid-Autumn Festival, what do you do? What do you do in the moon festival? We eat. Yeah, what do we eat? We eat mooncake. Mooncakes, yes, good. What else? What do you do? A big dinner with families. Yeah, okay. The parade. Yeah, yeah. Good job. Yes, okay. Thank you, Zhang, so much. So what about one more, okay? I want to invite cô mời An Duy nha. Okay. What do you do in the moon festival, Yui? What do you do in the moon festival? Khi mà đến lễ Trung Thu thì Duy thường làm những gì nè? What do you do? I eat mooncake. Mooncakes? Yeah, you eat mooncakes. What else? What else? Do you make the lantern? Do you make the lantern? Do you know lantern? These are called lantern. Những cái này là lantern. Yeah, you make your own lanterns, right? Or you buy the lanterns in the market, right? Do you watch the moon? Because in Mid-Autumn Festival, the moon is the fullest and the brightest. Do you watch the moon? Admire the moon? Khi mà đến lễ Trung Thu thì con có thói quen con ngắm trăng không? Duy có ngắm trăng vào lễ Trung Thu không? No. A lot of people, they like watching the moon. What else? Do you have a big dinner with your family? Do you have a big dinner with your family? Yeah. Yeah, you eat a lot of things like mooncakes and a lot of other food in the dinner, right? For dinner. Yes, good job, Duy. Thank you so much. So there are a lot of things. There are a lot of things for you to do in the Mid-Autumn Festival, right? You can play with the lanterns, you can play with your friends, have dinner, eat the mooncakes. Okay, good job, very good, guys. So if you guys want to rewatch the story about the Mid-Autumn Festival, you can search on YouTube. Okay, bạn nào mà mình muốn xem lại những cái câu chuyện về Trung Thu nè, bởi vì truyền thuyết có rất là nhiều. Cho nên là tụi con có thể lên YouTube, tụi con search và sẽ coi được những cái truyền thuyết đấy. Okay? Now I want you to watch another video to learn about some vocabulary that you can use for the Moon Festival topic. Okay? They are some simple vocabulary that you can use. Topic: Mid-Autumn Festival Vocabulary. Oh, sorry guys. Mid-Autumn Festival, Full Moon Festival, Lantern Festival, Mooncake Festival. So there are a lot of names, okay? There are a lot of names to call Tết Trung Thu. Có rất là nhiều tên gọi để con có thể gọi tên của Tết Trung Thu nè. Mid-Autumn Festival, Full Moon Festival, hoặc là mình chỉ cần nói là Moon Festival cũng được. Lantern Festival, hoặc là Mooncake Festival. Mid-Autumn Festival, Full Moon Festival, Lantern Festival, Mooncake Festival. The moon lady. The moon lady, the moon. Or the moon goddess. There are a lot of names for chị Hằng too. The moon lady, the moon goddess. Lady. Okay. The moon man. The moon the man. Moon you man. Guys know him, right? The moon man. Banyan tree. Banyan tree. Banyan tree là cây đa nè. Cây đa đầu làng, đúng không? Mình hay gọi là banyan tree. Banyan tree.
Jade Rabbit. Jade Rabbit. Jade Rabbit. Jade Rabbit thì Thỏ Ngọc. Lantern. Lantern. Lantern, right? Những cái đèn lồng của tụi con chơi nè. Lantern. Lantern. Mask. Ah, mask. Mask. Okay. A mask. You guys often wear masks. Do you guys wear masks in the Moon Festival holiday? Khi mà các bạn đi rước đèn ở đây, các bạn nào mình cũng wear mask không? Do you guys wear mask when you guys enjoy, when you guys join the Moon Festival? When you guys join the Lantern Parade? No? Yes. Wow. Yes. Yeah. Thật ra cô thấy cái việc mà đeo mặt nạ này, cô thấy cũng có nhiều bạn cũng rất là thích đeo mặt nạ, vừa đeo mặt nạ vừa cầm đèn đi rước đèn with your friends, right? Yes, so mask is also a very famous, a very popular thing to buy when in Moon Festival, okay? Star-shaped lanterns, star lantern. Star-shaped lanterns. Star lantern. Star lantern is a very popular lantern, a kind of lantern. Đây là một cái loại đèn lồng nè. À, tụi con hay lồng đèn đúng không? Thì tụi con hay cái là cái hình star, star shape, hình dạng như là ngôi sao. Yes, Hạnh có kia. Yes, you have a little star, right, Hạnh? Yeah, a little star. Mooncake. Mooncake. You guys know mooncake, right? Do you guys know what in the mooncake? Inside the mooncake, what do you have inside the mooncake? Inside the mooncake, what do you have inside? Ở bên trong cái bánh trung thu thì có cái gì đặc biệt mọi người? What do you have inside? Lòng đỏ trứng đúng không? Là mình hay có cái lòng đỏ trứng muối đúng không? What do you call that one? You guys know? Thế thì tụi con gọi cái lòng đỏ trứng muối bên trong là gì? Do you guys know that one? It is called the salted moon, the salted egg yolk. Yeah, cái nhân đúng không? Yes. Và mình ở trong nhân thì mình sẽ có salted egg yolk, có nghĩa là cái lòng đỏ trứng muối đó. Yes. Salted egg yolk. Do you guys like that part? Do you guys like the salted egg yolks? Cô thấy các bạn không thích, các bạn thích. Cái trứng muối này cô thấy có yeah. It depends on the which kind of mooncake. Có những loại sẽ không có trứng muối. Có những loại thì có trứng muối. Oh, why can you cannot turn on the camera? Thực ra thì cô thì cái việc mà tụi con mở camera thì cô sẽ không thể nào mà kiểm soát được, cô không biết được ấy, cho nên có thể làm camera của mình bị gì, cho nên là con thử xem lại nhé. Yeah, that is why there is only one egg yolk. Thường thì chỉ có một cái egg yolk hoặc là two thôi, bởi vì ăn nó dễ bị ngán đúng không? Egg yolk, the salted egg yolk. Toy figurine. Ah, do you guys know this one? Toy figurine. Do you guys like this one? I used to have a lot of these when I go to the when I went to the market with my mom. Hồi đấy cô hồi cô còn bé, cô ra chợ lúc nào cô cũng mua một vài cái về, mua được về chơi khoảng một xíu thôi là nó bị khô lại ngay đúng không? It get dry easily. It get dry easily. Do you guys like this one? Toy figurine. Người ta hay gọi là hồi nhỏ rất là thích chơi tò he đó. Mọi người có chơi cái này bao giờ chưa? You guys have you guys ever played this one? Chơi tò he. Toy figurine. I used to love this one a lot. Figurine. Yeah, Sa đã chơi rồi nè. Lantern parade. Lantern parade. Ah, lantern parade. When you join the lantern parade with your friends, right? You can carry your lantern. You go with your friends, you sing the songs about the Mid-Autumn Festival, right? Yes, good job. Lion dance. Lion dance, yeah. You can see the lion dance not only in the Mid-Autumn Festival, but also in the New Year, right? New Year. Không chỉ là lễ Trung Thu mà năm mới mình cũng hay được xem múa lân đúng không? Yeah. Như vậy múa lân là một cái mình rất là hay xem nè. Như vậy tụi con sẽ gọi là lion dance or dragon dance, okay? Có hai loại múa lân, múa rồng đúng không? Dragon dance và lion dance. Mm-hmm.
So those are some vocabulary, very simple vocabulary for you guys in the Mid-Autumn Festival. Mm-hmm. Okay. So I just want to say happy Mid-Autumn Festival tomorrow, guys. Okay. I hope that you guys can be happy with your family. You guys can have a great Mid-Autumn Festival night. Okay. Now, I think we can continue our lesson today. Happy Gear. Yes, happy Mid-Autumn Festival. So now let's continue our lesson today, okay? We're gonna continue. I know that some of you cannot celebrate, okay? I know that some of you cannot celebrate the Moon Festival properly, right? Because we are in the COVID, we are have to face with the COVID-19 pandemic. Ở đây thì nhiều bạn vẫn còn sống ở những cái nơi bị dịch ảnh hưởng rất là nhiều, cho nên có thể mình sẽ không được hưởng, mình không được gọi là mình không được ăn mừng lễ Trung thu một cách trọn vẹn được, đúng không? Nhưng mà cô nghĩ là nhờ có Bantado tổ chức cuộc thi cho mình nè, thì mình cũng đã có làm một cái gì đấy để chuẩn bị cho mùa Trung thu rất là vui, đúng không? I really hope to see more videos about the Mid-Autumn Festival in the group. Okay, and now we're gonna continue the lesson today. We still learn about the jobs, right? And we still have some exercises to do. So this is task 7. It's a very simple one. You're gonna number in order. You're gonna number 1, 2, 3, 4 in order. They already done number 1 for you. You just need to do number 2, 3, and 4 for me. So for number 1, when someone asks you, what does your mom do? How can you answer? I want to invite one friend, okay? Cô mời bạn Ngọc Chi. Can you do this one for me? It's quite short, so I'm going to just invite Chi, okay? What is number 2, Chi? Where is number 2? Can you read that one for me? Can you read number 2? B. B, yeah, which one? School. Ah, she works at a school. It's number 2. Do you guys have the same answer with Chi? Do you guys have the same answer with G for number 2? She works at a school. Do you guys have the same answers? You guys can write your answer in the chat box, okay? You guys can write your answer in the... Oh, you guys don't have the same answers? Như vậy là các bạn của mình có đáp án khác, đúng không? I want to invite one more, okay? I want to invite one more friend. What about... Cô mời Việt Phương nè. Do you have the same answer with Ngọc Chi? Do you have the same answer, Việt Phương? Yes. Hi, so did you have the same answer? Yes. She works at a school for number 2. Yes? So you say yes, right? What about one more friend? Who have the different answer, right? I think some of you have a different answer. I think Jang, right? Jang has a different answer. So what is your answer in number 2? For number 2? A nurse. Ah, your answer is the last one. She's a nurse for question 1. Okay, let's see. Now you guys check your answers, okay? You guys gonna check your answers. Number 2. Yeah, number 2 have to be she's a nurse. Why? Mình sẽ không thể chọn câu she works at a hospital, a school được, đúng không mọi người? Bởi vì sao? What is the question 1? What does your mom do? Mẹ của bạn làm nghề gì? À, như vậy khi con nói là mẹ làm việc ở trường thì nghe nó chưa chính xác lắm. Mình phải nói là mẹ là nurse. She's a nurse. Mẹ là y tá, đúng không? So you have to say she's a nurse. And what about number 3? I want to invite cô mời bạn Ngô Minh Châu nè. What is number 3? Can you guess? Đây là một cuộc hội thoại nè. Khi mà bạn A hỏi và bạn B trả lời xong này theo con thì tiếp theo sẽ là gì? Tiếp theo cuộc hội thoại của mình sẽ là gì nữa? A, can you read that one? Can you read that one for me? Con đọc cho cô nghe được không nè? Where does she
work. Ah, where does she work? What about number four? Nếu mà như vậy thì it's the correct answer. So can you do number two? Như vậy, Châu đọc cho cô câu số 4 luôn đi. Can you do number four for me? Can you do number four for me? She works at school. Yeah, khi mà mình hỏi là where does she work? Như vậy, cô ấy, mẹ của bạn làm việc ở đâu? À, where, làm việc ở đâu, đúng không? Ok, thì như vậy thì khi con trả lời con sẽ nói là she works at a school. Đây là cấu trúc mà mình đã học rồi nè, đúng không? She works at a school. Ok. Now I want to invite one couple to practice this one with me, okay? I want to invite Hoài Nam and Quang Dũng. You're gonna practice this one. So Hoài Nam will be A and Dũng will be B, okay? What does your mom do? What does your mom do? Okay, wait. God, Hoài Nam đợi cô một xíu. Bạn Dũng chưa mở được micro nè. Dũng, can you turn on your micro? Can you turn on your micro? Yeah, okay. Dũng, can you answer? Can you answer? You are B. Dũng là B nè. Như vậy con sẽ trả lời là gì? What does your mom do? Bạn Nam hỏi nè. What does your mom do? So what is number two, Dũng? What is number two? She's? She's a nurse. Again, Dũng, she's a nurse. Yeah, okay, Nam, continue, please. Nam, continue. Where does she work? Dũng vẫn còn câu một câu nữa nè. Dũng, cô mở lại micro cho Dũng nè. Con vẫn còn một câu nữa. Number three, bạn vừa mới hỏi là where does she work? Như vậy là Dũng sẽ trả lời là she works at a school. At a school. Okay, thank you guys so much. Thank you guys so much. Now one more couple. But for this couple, you guys going to ask about yourself. Đối với cặp này thì tụi con sẽ không làm giống như trên slide nữa mà tụi con sẽ bắt chước theo. Và tụi con tự hỏi về bản thân mình. Hỏi về bố mẹ mình thật sự đó. Okay. You can ask she. Như vậy đối với cái người hỏi đầu tiên thì con có thể hỏi là bố hoặc mẹ hoặc ông hoặc bà hoặc chị hoặc anh. Ai cũng được hết. Bây giờ mình sẽ tự làm một cái dialogue. Mình sẽ tự làm một cái hội thoại giống như vậy. Cách hỏi cũng giống như vậy. Đầu tiên là hỏi về nghề nghiệp nè. Xong rồi mình sẽ hỏi đến chỗ làm nè. Okay. I want to invite... Cô mời Lê Bùi Phương Anh và Nguyễn Minh Phương. Okay, so Phương, you will ask and then Phương Anh gonna answer, okay? Phương sẽ hỏi trước nè. And then Phương Anh gonna answer. Yes. What does your mom do? Mình tự hỏi. Ví dụ con tự hỏi, con có thể hỏi bố cũng được, hoặc anh chị cũng được, hoặc là hỏi mẹ như vậy cũng được. Như vậy thì Phương Anh sẽ trả lời theo theo cái nghề nghiệp của mẹ con đó. Như vậy thì con có thể làm được không? What does your mom do? Như vậy là mẹ của Phương Anh làm nghề gì? She is a nurse. Mình không có nói lại cái hội thoại này nữa. Mình sẽ nói về bố mẹ của mình đó. Như vậy mẹ của Phương Anh làm nghề gì nè? What is your mom's job? What does your mom do? Is she a nurse too? She's a doctor. Again, she's a? She is a doctor. She's a doctor. Yeah, okay. Next, okay. Phương sẽ hỏi về cái nơi làm việc của mẹ Phương Anh nè. Con hỏi như thế nào? How can you ask? Where does she work? Phương Anh, can you answer? She works at a hospital. Yeah, she works at a hospital. Wow, good job. Thank you guys so much. Thank you, Phương Anh and Phương. Yes. Now one more. I want to invite cô mời Ngọc Lan and Khánh Nam. So, Ngọc Lan will ask first. Okay, Ngọc Lan will ask and then Nam will answer. Okay. What does your dad do? He's a teacher. Yeah. Where does he work? She works at post office.
No, where does he work? Your he, dad. He work at school. Ah, at the school. Okay, good job. Now switch, switch. Nam will ask and Lang will answer. Okay? Nam will ask and Lang will answer. Mm-hmm. What does your brother do? My brother is a student. I'm a student, yeah, okay. Next, you can still ask, where does he work? Nam, can you ask? Where does he where study? Does he work? Where does he study? Yeah, good job. He studied in a primary school. Ah, primary school. Yeah, good job, Nam and Lang. Thank you guys so much. Thank you guys. Now the last pair, okay? The last pair. I want to invite, okay, I'm going to invite Kanlin. Can you turn on your mic? Can you turn on your mic, Lin? Cô mời bạn Nguyễn Khánh Linh nè. Can you turn on your mic? I cannot see Lin turn on her mic, so I want to invite someone else, okay? Let's invite cô mời Bảo Khôi, okay, Bảo Khôi and Minh Khuê. Bảo Khôi and Minh Khuê, okay? Hello, Khôi. So you will ask and then Khôi gonna answer, then you guys gonna switch, okay? Now, Khôi, can you ask first? Yes. What does your mom do? Mm-hmm. She is a teacher. Ah, she's a teacher. Yeah, continue, continue. Where does she work? The school. Yeah, good job, very good. What is the name of the school? Can you tell me the name of the school, Khuê? She is a school. Yeah, what school? What school? Tên trường của mẹ con dạy là ở đâu? What school? Do you know? Do you know your mom's school? Ah, okay, yeah, good job. Now Khuê going to ask and Khuê gonna answer, okay? Khuê ask and Khuê answer. What does your mom do? She work. You answer. You talk about her job first. Khôi sẽ nói về nghề của mẹ trước. Bây giờ mẹ làm nghề gì thì con nói là she is an engineer. Ah, she is an engineer. Wow, she is an engineer. Again, Khôi, she is an engineer. She is an engineer. Good job. Okay, next one, Khôi. Can you talk about where? Where does she work? Good job. Can you answer, Khôi? She works an office. Ah, at an office. Làm việc ở văn phòng, đúng không? She works at an office. Yes, good job, Quinn. Good job, Quinn. Khôi, good job. Thank you guys so much. Thank you guys. Very well done. Congratulations, guys. Mm-hmm. Như vậy là cô thấy là các bạn cũng đã rất là mình đã quen với việc hỏi. Ngày đầu tiên mình mới hỏi về your job, what do you do? Khi con nói chuyện với một ai đấy và con muốn biết về nghề của người đấy, what do you do? Hoặc là mình có thể hỏi về người thân của người đấy, what does your mom, your dad, your grandpa, your friend? And then you're gonna talk about the place that that person works, right? Where does she, where does he work? Good job, guys. Very good. Now we move to the next task. So for this one, you guys have to read a lot of words here. You guys have to read, okay? Để mà mình dễ hơn thì cô sẽ mời một bạn đọc cho mình nghe từng đoạn một. Okay? I'm going to invite one friend and then that friend will go read this one for me. Okay, now let's invite, okay, I want to invite Dang. Dang, can you read from the title to here, the first paragraph, okay? Okay. Unusual jobs. Unusual jobs. Video game tester. Good. John Wesley is a professional video game tester. Again, Ron Dolly is a professional.
is a professional video game tester. Good. He plays video game for 8 hours a day. Eight hours a day. Good but job. It is not all fun. It's hard work. Ron must play each new game many times. Mm-hmm. If he finds a problem in a game, he will write down. Mm-hmm. Companies use Ron's information to make the game better before customers buy them. Again, before customers buy them. Before customers buy them. Yes, good job. Very good. So this is the first job, unusual jobs. Có nghĩa là những công việc như thế nào mọi người? Unusual có nghĩa là không giống như là những công việc mà mình không phải nào là bất thường, mà kiểu như là công việc lạ đó, những cái việc mà nó lạ hơn, giống như là những cái nghề con thấy là kỹ sư, cô giáo, bác sĩ, y tá, đúng không? Thì đối với cái nghề này là nó sẽ lạ hơn một xíu nè. Video game tester. Cô nghĩ là a lot of boys love this game. I think a lot of boys want to do this job. Video game tester. Nhiệm vụ của con phải làm gì? Con phải play videos for 8 hours a day. Mình chơi điện tử tới bao nhiêu tiếng mọi người? 8 hours a day. Con phải chơi điện tử đến 8 tiếng một ngày, giống như là một người đi làm nghề khác vậy đó, phải làm 8 tiếng một ngày đúng không? But it is not all fun. Nhưng mà công việc này thực ra là không phải là lúc nào cũng rất là vui, mà nó rất là thế nào? Hard work. Rất là cực. Tụi con nghĩ là ngồi chơi điện tử rất là vui đúng không? Nhưng mà thực ra đó là một công việc rất là cực, cũng rất là cực. Ron must play each new game many times. Bạn Ron nè, bạn làm nghề chơi thử video nè, chơi video game thì bạn phải chơi như thế nào? Một game mới là bạn phải chơi rất là nhiều lần, many times. And when he finds a problem, khi mà bạn tìm thấy được cái gì, cái vấn đề, cái trục trặc nào đấy trong cái game thì bạn phải He had to write down. Phải viết xuống lại cái vấn đề đấy. Như vậy tụi con phải chơi mà tụi con phải nhận ra được cái vấn đề, cái trục trặc nó nằm ở đâu để mà mình còn biết, mình ghi lại. Sau đấy thì công ty sẽ dùng những cái thông tin của Ron mà Ron đã viết ra đó để cải tiến lại cái game cho nó tốt hơn trước khi mà khách hàng có thể mua được những cái video games đấy. A very difficult job, not easy at all. Who wants to be a video game tester? Can you guys raise your hand? You guys want to do this job? Các bạn nam, các bạn nào thích làm nghề này không? A video game tester? Do you want to do this game? I can see Nam raise his hand. Yeah, so you want to do this one. You can have to play games a lot, right? Song An want to do this too. Mm-hmm. Yes, good job, guys. Now, let's move to the second paragraph, okay? Move to the second paragraph. Let's invite... I want to invite Minh Hà. Okay, Minh Hà, can you read the second paragraph for me? Can you read the second paragraph? Can you turn on your mic? Cô đã bấm mở micro cho Hà rồi đó. Hello, Hà, can you hear me? Yes. Okay, can you read the second paragraph? Storm Chaser. Yeah. Storm Chaser. Mario Portillo. Yes. It's a storm chaser. Good. He drives all fine near flies. Tornadoes, hurricanes, and other major storms. Good job. He observes. The sign, direction, and track. Most storm chasers enjoy the thrill of being near storms, but their main purpose is to make videos of the storm. Mm-hmm. They sell the video to website and television.
new program. Yeah, good job. Thank you so much. Thank you so much. Now, I want to invite a friend to explain about this one. Do you guys understand this one? Let's invite one friend. Cô mời Khánh Vân nè. Như vậy con hiểu cái nghề này là nghề gì Vân? Con có thể khi mà con nghe bạn đọc nè mà mình cũng tự đọc nè thì con hiểu là cái nghề này mình phải làm gì? What do you have to do for this job? Storm chaser, storm. Do you know storm? Vân có biết storm là gì không? Storm. Hello Vân. Can you turn on your sound? Yeah. Storm, storm có nghĩa là gì Vân? Là bão. Bão đúng không? Những cơn bão như vậy mình sẽ hiểu storm chaser là như thế nào. Cái người mà họ phải những cái chú này đi, cái chú Mario này chú phải drive và fly, phải lái xe hoặc là bay đến gần những cái gì hả? Những cái gì? Tornadoes, những cái cơn lốc, cơn bão nè. Và chú ấy phải làm gì? What do he has to do? What does he has to do? Take a picture. Yeah, pictures and or videos, right? Pictures or videos of the storms. Good job. Very good. And then what do they do next? What do they do next? Sau đấy thì họ làm gì tiếp sau khi mà đã quay phim nè, chụp hình lại những cái cơn bão đó này thì họ làm gì tiếp? What do they do next? They show the video. Yeah. To websites. Bán những cái video cho những cái trang web hoặc là những cái chương trình dự báo thời tiết nè. Những cái chương trình truyền hình về những cái chương trình tin tức này đúng không? Yes, good job. So this is a very dangerous job, guys. This is a very dangerous job. Storm chaser. Con lúc nào cũng phải theo, cũng phải nhận ra được những cái cơn bão ở đâu này, rồi mình phải lái xe hoặc là mình bay đến chỗ đấy để mà mình có thể bắt trọn được những cái khoảnh khắc của những cơn bão đó, những cái cơn lốc xoáy đó, và sau đấy thì mình sẽ bán lại những cái video đấy cho những cái website hoặc là những kênh dự báo thời tiết hoặc là những cái kênh tin tức nè, những cái kênh truyền hình nè. Okay, good job, very good. Now the last one, I want to invite Công Khanh. Can you read the last paragraph? Doll fashion designer. Doll fashion designer. Dana Fat Forrester is a Forrester is a fashion. 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 Designer. 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 Mm-hmm. Designer. But not for people, for dolls. Dana says making clothes for dolls is fun. I get ideas from fashion shows. Fashion show. Magazines. Mm-hmm. And catalogs. And catalogs. Then I create clothing that is once sick the size of a person. A person. A person. I'd like to make clothes for people someday. But for now, I have been trying out my ideas on those. Okay, Khanh, wait. Bây giờ Khanh giúp cô là con đọc lại một số từ sau nè. Cái chữ này mọi người hay đọc là people, đúng không? Nhưng mà mình sẽ đọc là people. 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 Yeah, people. People. Good job. Very good. Good job. Và cái chữ này con sẽ không đọc là clothes, mà con sẽ đọc là clothes. 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 Yeah, good. Clothes. Clothes. Good job, Khanh. So how can you understand this job? Như vậy con hiểu cái nghề này là gì Khanh? What is this job? Mình làm gì? Con thưa cô là vẽ quần áo cho búp bê á. Đúng rồi. Yeah, good job Khanh. Yeah. So she's a fashion designer, but not for people, guys, for the dolls. She's going to make the clothes for the dolls. Không phải là mình không có làm quần áo cho người lớn, cho con người, mà là làm quần áo cho búp bê. Okay? So now I want to ask you guys a question. Let's ask
Tuệ Minh. Tuệ Minh, can you tell me what is the size of the clothes for the doll? What is the size of the clothes for the doll? Cái size quần áo của búp bê thì nó sẽ là bao nhiêu? Look at the paragraph. Con nhìn vào đoạn đấy, con thử tính cho cô cái chỗ nào mà người ta có nói về cái size quần áo của búp bê. The clothes for the dolls. The dolls' clothes. Can you turn on your sound? Hồi nãy cô thấy mình mở tiếng được nghe. Can you turn on your sound? Yes? What is the size? What is the size for the doll's clothes? Những cái quần áo của búp bê thì nó sẽ bằng bao nhiêu phần của quần áo của mình hả Minh? Cái size của nó là bằng bao nhiêu phần của mình? One. 1 trên 6 nè, 1 trên 6 cái size quần áo của một con người thì con nói là gì? 1/6 the size of a person. Again, Min, 1. Oh, sorry guys, can you guys hear Min? À, không biết sao cô không nghe thấy Min. Can you guys hear me, guys? Can you guys write in the chat box for me? I don't know why I cannot listen to you guys. À, cô không nghe thấy tiếng của mình. Can you guys hear me? No. À, no. Như vậy là hình như là Minh, cái micro của con vẫn có vấn đề đó, đúng không? À, cho nên là các bạn với cô không nghe thấy. Yeah, you... Yeah, yeah, please. Say it again. Say it again. Ừ, chắc là bạn do là mình cái micro có vấn đề. Bây giờ cô hỏi một bạn nha. Cô mời Xuân Đức nè. Xuân Đức, can you tell me the size of the doll's clothes? This is a... Con ơi cô, thì size của một con búp bê thì nó bằng 1/6 của con người ạ. Ừ, như vậy con nói in English. 1/6. Can you say in English? Can you say in English? 1/6. 1/6. The pupil, the size, the one, the size of, the size of a person, person. Yeah, good job, guys. Very good. Good job. So you guys just read, you guys just read three different paragraphs about the unusual jobs. Những cái công việc mà khá là kỳ lạ, à, rất là lạ, đúng không? So now you guys going to read the three sentences for me and then tell me where are the mistakes. Okay, there is one mistake each sentence. Mỗi câu thì sẽ có one mistake. You guys gonna find for me the mistake and tell me what is that mistake and how can you correct? Uh-huh. Con sẽ tìm cho cô cái lỗi đấy và con sẽ cho cô biết cái cách mình sửa lại như thế nào. Ví dụ cái chữ nào bị sai. À, ví dụ number one này mình bị sai chỗ nào thì mình sẽ đọc lên cho cô cái lỗi sai đấy. Okay. I want to invite. Let's see who raised their hands. Cô xin mời Nguyễn Xuân Anh. Can you read the first one? Con đọc cho cô nghe câu đầu tiên đã. Number one. Mario Portillo. Mario Portillo is a strong dancer. Again. Mình đọc cái câu mà người ta cho đó. Đầu tiên Xuân Anh đọc cho cô cái câu người ta cho trước đi. Mario Portillo. Mario Portillo is a weather reporter on TV. Ah, weather reporter. Okay, so where is the mistake? What is the mistake? Mistake của mình ở đây là gì vậy Xuân Anh? Chữ nào? Con đọc lên cái chữ mistake đấy đi. Chỗ nào nó là cái mistake nè? What is the mistake? What is the mistake Xuân Anh? Như vậy khi con đọc câu này, Mario Portillo is a weather reporter on TV. Như vậy cái mistake của mình nó là ở đâu? Cái lỗi của nó ở đâu? Câu này là nó không đúng, đúng không? Nó nói sai thông tin rồi. Nó nói thay sai thông tin so với cái đoạn văn mình đã đọc. Như vậy cái chỗ sai nó nằm ở chữ nào? Con thử xác định cho cô cái mistake này. Where is the mistake? It's strong chaser. À, như vậy cái lỗi ở trong cái câu 1 này là chữ nào? Chữ nào là Xuân Anh? Chữ nào nó là cái lỗi nè?
có phải là weather reporter on TV đúng không? Cái lỗi của mình sẽ là cái phần nào Xuân Anh nói lại cho cô nghe nè. Where's the mistake? Mario is a strong tester. Ok, con vừa mới sửa cho cô, nhưng mà ở đây ý cô là muốn hỏi cái lỗi ở đâu thì ở đây, đây. Đây là cái lỗi của mình đúng không? The mistake is here. Weather reporter. Như vậy là mình sẽ cần phải làm gì? Mình đổi cái weather reporter này là thành gì hả Xuân Anh? Con đổi cái này lại thành cái gì? Để là nó biến thành một câu đúng. It's a storm chaser. Yeah, storm chaser. Okay, storm chaser. Yes, good job. Very good. Storm chaser. Good job. Good job, guys. Thank you, Xuân Anh, so much. Now, number two, let's invite one more friend, okay? I want to invite Bảo Hà. Okay, Bảo Hà, can you read the sentence two? Can you read the sentence two for me? Ok, Hà sẽ đọc cho cô nghe cái sentence 2 trước nè. Câu thứ hai con đọc cho cô nghe nè. Ron Darley. Ron Darley plays video game first 2 hours a day. Again, hours. 2 hours each day. 2 hours each day. So can you identify the mistake? Con có xác định được cái lỗi của mình là nằm ở chữ nào không? Where is the mistake for number two? Như vậy là ở đây mình phải đọc đoạn văn nào để mình biết được cái lỗi nè. Hà sẽ có biết không? Ron Darley. Như vậy thì con phải đọc đoạn number one, number two, or number three. Mình phải đọc đoạn nào để tìm ra được lỗi sai? Which paragraph, Hà? Video game tester, storm chaser, or doll fashion designer? Which paragraph? Con đọc đoạn nào để con xác định được cái lỗi sai và con sửa được lỗi cho câu số 2 nè. Dạ là đoạn 1. The first one, right? Video game tester. Như vậy lỗi sai trong câu này là lỗi ở đâu hả ha? Can you tell me? Lỗi sai trong câu thứ 2 nè. Where is the mistake? Như vậy câu này con đọc thì con thấy nó sai ở đâu? Ron Darley plays video games for 2 hours a day. Okay, guys, you guys can write your answer in the chat box for me, okay? You guys can write in the chat box for me the answers. Các bạn khác có thể nào viết giúp cô cái đáp án của các bạn vào trong cái khung chat nè. What is the mistake, guys? What is the mistake? The mistakes. I'm talking about the mistakes. Not how you correct that one. Cô đang hỏi về cái lỗi sai chứ không phải là cách tụi con sửa lại. Lỗi sai của câu thì nó sẽ là lỗi nào? Lỗi nào hả? What is the mistake? Dạ lỗi. Con đọc câu này con thấy nó sai ở đâu? Có phải là sai về cái tên hay là sai về cái chơi điện tử hay là sai về cái số lượng thời gian? Con thấy nó sai ở đâu? Dạ sai về số lượng thời gian. Đúng rồi, như vậy có nghĩa là lỗi của mình sẽ là 2, right? Con thấy cái lỗi của mình nó sẽ là 2. Đây các bạn nhớ nha. Khi mà cô hỏi là lỗi của mình, lỗi sai cái gì thì có phải là ở đây mình sẽ sai cái chữ 2 không? Thì mình phải đổi 2 thành gì hả? Các bạn cũng có đáp án chính xác rồi đó. Good job, guys. Như vậy lỗi sai là A. Yeah, good job. 8. Good job. Như vậy cái lỗi của mình phải đổi thành 8 hours a day thì nó mới là câu chính xác. Good job, guys. Very good. Where can you find the information? In line 2, right? In this paragraph, line 2, he plays video games for 8 hours a day. Như vậy con có thể tìm thấy thông tin ở câu dòng thứ 2 nè. Okay? Now, one more friend. I want to invite... cô thấy bạn Nguyên giơ tay nè. Okay, Phúc Nguyên, can you read number 3? Dana Forrester designs clothes for children. No. Where is the mistake? It is the children. For children, right? The mistakes, children. So, can you correct this one? Con sửa lại cho cô câu này. Can you correct this one? Dana Forrester designs clothes for dolls.
for dolls. Oh, sorry. Yeah, good job. For dolls. Yeah, guys. Như vậy ở đây cái lỗi của mình là children. Và mình sẽ cần phải sửa lại là thành for dolls. Uh-huh. Not for children, guys. Yeah. Where can you find the information? The second line too. But not for people, for dolls. À, cô ấy là một cái nhà thiết kế thời trang. But not for people. Nhưng mà không phải là cho người mà là cho búp bê. For dolls, okay? Yes, good job everybody today. Good job. Yeah, dolls. Yeah, not children, right? Mm, good job, guys. Very good. Okay, so đối với mình chỉ còn vài phút cuối thôi, cho nên là mình sẽ làm bài không kịp. Cho nên là bây giờ cô sẽ cho tụi con nghe trước để mà khi về tụi con có thể mở lại cái video bài giảng và mình tập nghe lại cái bài này. Okay? I will let you guys listen. And for this one, we're gonna do them later. Bạn nào có thể, các bạn có thể về nè. Cái này giống như một bài tập về nhà vậy đó. Các bạn sẽ đọc. Các bạn về và các bạn đọc thử cho cô. Sau đấy xác định cho cô. Are the sentences true or false? Các con xác định thử cho cô là câu nó đúng hay là sai, và câu nào sai thì mình sẽ sửa lỗi như thế nào. Okay, now please listen. Okay guys, listen to the reading. Oh, what's wrong? Cô nghĩ là cái phần listening nó có vấn đề, cô không thấy nó ra tiếng. Can you guys hear? Can you guys hear? Mọi người có nghe thấy cái bài listening không? No, right? What's wrong? Như vậy là cái listening này nó bị gì rồi? Okay. Nếu mà nó có vấn đề rồi thì bây giờ cô sẽ đọc cho mọi người nghe nha. Bởi vì cô mở lên mà cô không thấy nó nói gì hết, cho nên là chắc là cái phần nghe này nó bị có vấn đề. Okay. Now guys, I will read this one, okay? Các bạn về có thể nghe lại cái của cô đọc á, và các bạn làm bài thử cho cô nha. It's just like an exercise, a homework for you guys, okay? This is your homework. Mm-hmm. So now, please listen to me, okay? Kids working hard. Here are three stories of kids working hard to make their communities better. Lalana lives in Chiang Mai, Thailand. She knows that many schools in her city do not have money to buy books. Lalana and her friends ask people to donate books. They take the books to schools in their city. Many schools now have better books thanks to Lalana and her friends. Mm-hmm, the first paragraph. Now the second one about Carla. Carla lives in Barcelona, Spain. Many tourists visit Barcelona every year. Carla often sees people who are lost. On the weekends, Carla and her big sister help the tourists find the places they are looking for. Carla likes helping people and she's proud of her city. Now the last paragraph, Marcus. Marcus lives in a small town near Melbourne, Australia. Marcus walks to school every day. He sees a lot of trash along the road. Marcus and his friends have a contest every day. They pick up the trash and they see who can collect the most. They clean up the streets and they have fun. Okay, guys. So right now it's actually 9 p.m., right? So we're going to stop here. Please, when you come at home tomorrow, you guys can watch again the video. Tụi con có thể xem lại video nè, nghe lại cô đọc và tụi con tự đọc lại cho cô. Okay, and then you guys gonna do this one for me. 1 to 5 sentences. Okay, please tell me true or false for each sentence. Mm-hmm. Nếu mà câu nào false thì các bạn sẽ giúp cô là các bạn sửa lại cái câu đấy thành một câu true. Câu nào false thì tụi con sẽ sửa lại thành một câu true cho cô. Okay, guys. So this is your homework. Cô sẽ ngày mai thì cô sẽ có gì cô sẽ gửi cái yêu cầu bài tập về nhà rõ hơn cho tụi con ở trên cái group Zalo. Okay. Còn ở phần này thì mình sẽ nhớ là mình về mình xem lại, mình nghe cách đọc, bởi vì cô sẽ kêu các bạn đọc lại cho cô nghe đó. Mình sẽ có bài tập về nhà là sẽ đọc lại cái bài này cho cô nghe đó, nên các bạn nhớ là về mình xem lại cái cách phát âm. Okay guys. Good job for today. Thank you guys so much for joining the class. And I just want to say happy Moon Festival tomorrow. Okay, guys? Remember to keep your health, okay? Please stay safe, okay?
Now I'm going to turn on your micro and you guys can say goodbye to your friends, okay? Okay, bye-bye, guys. Goodbye and good night, everyone. Happy Mid-Autumn. Yeah, happy festival, Mid-Autumn. Teacher. Yeah, thank you. Thank you so much, you too. Goodbye, okay? Teacher. Yes, goodbye. Bye. Goodbye, guys. Bye. Happy Moon Festival, everybody. I'll see you again on Wednesday, okay? I'll see you again on Wednesday. Mm-hmm. I'm going to talk about the homework later, tomorrow in the group. Okay, guys? Bye-bye.